Để trẻ em có một mùa hè bổ ích được tham gia các hoạt động trải nghiệm giúp trẻ có thêm kỹ năng sống, thành phố Vĩnh Yên tổ chức giải bóng đá thiếu niên hè năm 2024. Giải có sự tham gia của 7 đội bóng đến từ các câu lạc bộ bóng đá, trung tâm bóng đá cộng đồng trên địa bàn. Với tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết, các đội bóng công hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi và hấp dẫn. Các cầu thủ nhí đã có những màn trình diễn trên sân với kỹ thuật tốt và khả năng xử lý bóng khéo léo và ghi những bàn thắng đẹp mắt giải đấu tạo sân chơi thể thao lành mạnh bổ ích cho trẻ em trong dịp hè góp phần nâng cao thể chất và tinh thần cho các em đây cũng là dịp để các em được trải nghiệm giao lưu học hỏi lẫn nhau tăng cường sự gắn bó tinh thần đoàn kết chia sẻ niềm đam mê bóng đá từ đó phát triển phong trào bóng đá cộng đồng tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương bắc hồ vĩ đại